Xin chào toàn thể các bạn, mình tên là Trần Thị Vị. Mình là nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng, đồng thời mình là người nhận đơn hàng từ phía các bạn. Hôm nay mình vào thăm vườn cỏ thực tế của công ty mình đang trồng để nhân giống và gửi hàng cho tất cả các bạn. Thì sau đấy mình sẽ quay lại cái video hướng dẫn và chi tiết cái cỏ voi lùn ở bên mình cho các bạn xem về cái đặc điểm nhận dạng của cỏ. Thì sau đấy xin mời các bạn cùng đi theo mình vào thăm vườn cỏ nhé. Các bạn đã thấy đấy, đấy đấy là cái cỏ voi lùn nhé các bạn. Ở một số cái vùng miền đó thì người ta gọi cỏ này là cỏ sữa Đài Loan, và còn số một số vùng miền nữa người ta gọi cỏ này là cỏ lá dứa. Tại sao các bạn có biết không ạ? Tại vì các bạn nhìn đấy nhá, nó nhìn hình dạng của nó rất giống cái dứa của mình đó, cái dứa để mình ăn quả đấy. Các bạn nhìn thấy đặc điểm của nó là thân nó chóc ngược lên trời và nó không có lông rậm giống như các cái cỏ khác nhé các bạn. Dòng cỏ voi khác thì nó sẽ có lông rậm rất nhiều, nhưng mà cái cỏ voi này đấy nó chỉ cao tầm cỡ 1 mét đến 1 mét rưỡi. Nếu như mình chăm sóc tốt, đất tốt và phân tró đầy đủ thì nó cao tầm cỡ 1 mét rưỡi nhé các bạn. Còn lại thì nó cao tầm cỡ 90 phân đến 1 mét á. Mình sẽ bẻ một cái cỏ này cho các bạn xem nhé. Đấy ạ, các bạn nhìn thấy đây. Đây là cái cỏ voi lùn hay còn gọi là cỏ sưa Đài Loan, ở một số vùng gọi là cỏ lá dừa nhé các bạn. Các bạn nhìn thấy đó. Mình đưa tay bẻ như thế này rất là giòn, nó rất là mềm. Nếu mà một số ở vùng các bạn có cái mía mía đỏ, ở mình thì gọi là mía đỏ mía mềm đó, thì các bạn cứ tưởng tượng nó gần giống cái mía đấy nhé các bạn, là nó cực kỳ non mềm đấy ạ, là nó cực kỳ non mềm. Cái cỏ này đấy thì nó cái lượng lá ở trên thân nó đấy, cái lượng lá của cỏ chiếm nhiều hơn là phần thân nhé các bạn. Đây là công ty, các bạn nhìn một bụi cỏ như thế này này, đây là công ty mình đang nhân giống nhé các bạn. Công ty mình đang nhân giống để gửi giống cho khách hàng nên là công ty mình để nó cao như thế này. Nhưng mà thường thường ấy, cái đặc điểm của cái cỏ này đấy, mắt nó như thế này thôi các bạn ấy. Có một số bạn nhận được hàng thì thắc mắc là tại sao cái cỏ này mắt nó nhặt như thế này và nó bé như thế này. Nhưng thực chất là cái đặc điểm của cái cỏ này là nó như thế nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ đấy, cái mắt nó đang tươi như thế này nhưng mà cái mắt nó đã trổ lên đấy ạ. Nó đã trổ lên như thế này đấy rồi, các bạn nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ cái tay của mình chỉ đấy này, cái mắt giống một mắt nhặt như thế này, nó tầm cỡ một đốt tay của mình là có một mắt giống rồi các bạn nhé. Các bạn yên tâm, hóm giống bên mình đã được chọn lựa kỹ càng. Cái có cái hóm nào mà bé đấy thì là có nhân viên bên, có công nhân ở bên mình ấy đã cắt bỏ những cái hóm bé và bên mình chỉ lựa những hóm to như thế này đạt chuẩn để gửi cho khách hàng. Nên là cái hóm giống của mình lớn đảm bảo tỷ lệ nảy mầm trên 85% cho các bạn nhé. Các bạn nhìn kỹ đó. Đây là cái hóm giống nó được các cái mắt giống nó trôi lên. Và các bạn nhìn kỹ cái thân lá của nó nhé. Cái phần lá của nó đấy ạ, lá nó cực kỳ non mềm. Mình sẽ bóc như thế này là các bạn nhìn. Đấy, lá của nó cực kỳ non mềm. Nó phù hợp cho mọi loài vật nuôi ăn cỏ như trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai, cá. Các cái con cá mà nó ăn, cá nào mà dòng cá nào nó ăn cỏ là cái cỏ này phù hợp cho nó nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy. Nó không, đặc điểm, yếu điểm lớn nhất của cái cỏ này là thân cỏ non mềm và không có lông rằn như các cái cỏ khác nha các bạn. Đây, mình cáo 1m55, nhưng cái cỏ này nếu mà như kiểu đấy là bên công ty mình đang trồng để nhân giống, nếu là chăm sóc tốt thì cái cỏ này nó tốt, tầm cỡ ngang ngang mình đó. Nhưng mà nếu như đất cằn, nếu như cái cỏ này không chăm sóc tốt ấy, thì nó chỉ cao tầm cỡ 90 phân đến 1 mét thôi nha các bạn. Các bạn nhìn thấy khu vực mình đang đứng đấy không ạ? Khu vực mình đang đứng đây là một chiêng đôi. Và ở trên kia, ở trên cao kia là một cái thửa đất mà người ta đang trồng cái cam đấy, có nghĩa ở mình thì gọi cái kéo, còn ở một số vùng miền thì người ta gọi là cái cam. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, xa kia, có nghĩa là mình đang đứng ở một khu vực đất riêng đôi, đất rất là cằn nhé các bạn, đất rất là cằn. Nhưng mà công ty mình nhân giống thực tế nên là bón phấn và nước tưới đầy đủ nên là cỏ nó tốt. Các bạn nhìn thấy một bụi cỏ đấy ạ. Các bạn nhìn nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ mình sẽ cho các bạn xem. Đấy là cái bụi cỏ, cách thu hoạch cỏ ở bên mình nhé các bạn. Nếu như các bạn muốn nhân giống thì các bạn để tốt, còn đấy là cái cỏ đang thu hoạch nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ này, cái mắt giống của nó đã trôi lên rồi đó. Mình mới cắt 2 hôm mà cái mắt giống của nó ở dưới đất đã nhú lên như thế này rồi đó. Các bạn nhìn kỹ, và lúc thu hoạch các bạn nhớ là cắt sát gốc như thế này nhá, để lại 1 đến 2 mắt giống. Còn các bạn đừng có để cao lên như thế này là nó sẽ hỏng gốc ngay nhé các bạn. Các bạn nhìn cái cách thu hoạch của nó đấy thì cũng phải đòi hỏi là có kỹ thuật nhé các bạn. Không phải là cứ đưa về là cắt là xong đâu nhé. Các bạn nhìn kỹ. Và nếu như các bạn muốn cho cái vật nuôi nhà mình thay đổi khẩu vị, máu ăn và chóng béo thì các bạn nên chọn cái giống cỏ này nhé các bạn.
Vừa rồi thì mình đã nói sơ qua cho các bạn biết cái đặc điểm nhận dạng của cái vỏ cỏ voi lùn hay còn gọi là cỏ sữa Đài Loan ở bên mình. Thì nếu như bạn nào cảm thấy hữu ích thì cho mình một like hoặc một lượt chia sẻ. Bạn nào quan tâm đến giống cỏ này và muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với nick Facebook của mình hoặc là có thể để lại bình luận ngay dưới video này, sẽ có nhân viên bên mình tư vấn cho các bạn. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.